Rồi ok, thì hôm nay thì sẽ qua bên xem bên server chung cập nhật tính năng mới. Thì tính năng này được cập nhật được 2 ngày rồi, thì mấy anh em đăng mấy anh em nào ở trên group quanh bên main server chung á thì cũng đã coi qua rồi. Thì hôm nay thì tôi mới ngó tôi cập nhật lại game xong tôi ngó qua tôi coi. Thì đầu tiên thì mỗi ngày nó cho 5 vé. Thì vé thì vô vượt mấy gãi này, đó vô tôi vô vượt thử chắc tôi ạt tôi vượt không được thì ạt tôi thứ nhất là không có tướng. Tôi không biết là nó có dễ hay không. Đây ải thì nó chỉ cho vé như thế này à, tôi nghĩ là chắc cũng dễ, chắc là sẽ thắng tại vì tôi có con Buri. Thắng không? Rồi thắng. Ở khi mà thắng nó sẽ cho mấy ông phần thưởng là một cái vé thường. Cái vé này để quay là cũng biết một cuốn sách, một cái chứng chỉ và một cái thẻ vũ trang lam. Thì khi đi ải thì nó sẽ phân ra cũng y như cái giống như cái tăng cấp tướng vậy, nó cũng phân ra là vũ trang, tâm linh, đấu vũ trang, ghét đấu rồi với lại cái vẫn ra bốn hệ đây. Vẫn ra bốn hệ đầy đủ. Đó, chạy dài xuống vẫn ra bốn hệ đầy đủ. Thì nó sẽ có vũ trang nè, Sonic nè, rồi mấy ông sẽ ấn vô mấy ông vượt ải từng con một. Đấy, vượt ải thì khi mà vượt thì tuần này là cho vũ trang ghét đấu hình như thế này, tôi nghĩ là chắc nó sẽ xây tua. Còn cái này là cái gì đây? À cái này là chọn vô quýnh con boss đúng không? Để coi thử quýnh nó biết, cái này phải quýnh biết được mấy anh em. Rồi cái này sẽ quýnh với team bên đó. À cái này là tại vì tôi không có đồ hình nha, cái này là không có đồ hình anh hùng quái nhân và tội phạm đấy, thì nó sẽ phân ra nói chung tóm lại là nó như vậy. Tại vì tôi không biết tiếng Trung nó là cái gì, nhưng không là sẽ quýnh mấy con quái này, nó sẽ cho nguyên liệu, còn nguyên liệu tăng cấp tướng nó tăng như thế nào vô nhân vật. Đây phần nhân vật à, nó sẽ có cái phần mũi tên lên dưới đây, ví dụ như đây là tôi có con bùn con tù nhân du hí đấy rồi cộng nè. Thì đầu tiên nó sẽ có cái ô ngay đây, thì nó sẽ chọn cái này là chọn gì đây. Ủa chọn cái con tướng này vô làm gì để icon vô con này để làm gì đây, nó tăng chỉ số hay gì không? Con này nó anh hùng à, anh hùng vô thì nó sẽ có tăng cấp. Khi mà tăng cấp lên thì nó sẽ tăng chỉ số hay sao, tôi nghĩ là nó sẽ tăng chỉ số, mấy cái tăng chỉ số lực chiến tấn công này là tấn công phần trăm tấn công. Cái này là vũ trang à hay là tăng sát thương ta? Phải tôi thử cái này nha, tôi thử cái này một cái không được thầy trò Zombie Man với lại con Sonic coi. Là bây giờ nó yêu cầu điều kiện, yêu cầu điều kiện là phải có một con tướng vô đây, phải bỏ một con tướng vô cái ô này, còn bỏ vô cái này là nó hiện lên là cái này cộng 3, là con tướng nó tối thiểu là phải 3 sao à, con tướng phải tối thiểu là 3 sao à. Này là biểu tượng vũ trang nè, này là biểu tượng anh hùng nè, biểu tượng anh hùng, biểu tượng vũ trang anh hùng. Rồi chọn phô cái này là tối thiểu là 3 sao. Cũng cái này là nâng cấp lên, cái này là cái gì không biết chịu. Cái này là ít nhất chứng chỉ vàng cộng 3 là sao đó, khi nâng cấp lên nó sẽ tăng cấp chỉ số rồi, cái này là như là tăng sức thương hệ rồi nâng cấp lên, nó túm gọn rồi nó ra thêm cái này thôi. Con nào cũng có. Ôi con thường này không có, con Sonic thì lại không có. Ủa fan con Sonic hình như nãy tôi lắp vô con tù nhân du hí hay sao á. Nếu mà tôi tháo ra thì con Sonic này nó có phát sáng hay không? Đây. Hình như là con Sonic này hồi nãy tôi tháo ra. Rồi được, để tôi thay con khác thử nha, tôi thay con khác thử nha. Tôi thay con khác thử, đợi tôi một tí, tôi thay con khác thử. Nếu mà tôi thay con Sonic ở ô này bằng một con khác thì con Sonic có tăng lên được hay không? Hay là nó là full nâng cấp? Quay. Vậy là phải chọn một con tướng đó nó làm gốc, nó nói chung là không biết làm sao, nhưng mà nếu mà con tướng ví dụ nha, ví dụ như thế này đây, trong cái ô này nha, tôi không biết nó là cái năng cái này là gì, nhưng mà nếu mà tôi chọn con Sonic đúng không, nếu mà tôi dùng con Sonic để tôi để vô đây đây nè, dùng là tôi để vô đây để tôi huấn luyện hay là cái thứ gì đó tôi không còn biết đấy, cái thứ này là một là cấp trung gian hay là cái thứ gì đó ba la ba la tôi không còn biết, là phẩm chất hay là thứ gì đó để làm phôi trung gian, thì khi mà để con Sonic vô đây thì con Sonic ở bên đây sẽ không tăng cấp được đó.
thì con Sunix ở đây nó sẽ không tăng cấp được. Còn chức năng của nó là cái gì thì hôm nào tôi ngồi tôi rảnh, tôi vô tôi ngồi tôi dịch thì mới được, chứ còn bây giờ làm clip không nội, không có Google dịch thì quét mã nó dịch đọc ra tào lao mới lâu, mắc công sai bị ăn chửi đó. Rồi khi mà để vô như thế này, khi mà con tù nhân vũ khí đúng không, để vô như thế này thì con Sunix nó sẽ bị khóa lại, là con Sunix nó sẽ không nâng cấp được. Thì điển hình trong đây là tôi đang để con là đầu tiên là con thằng lợn, hai ô bên đây là con Zombie Man với lại con Sunix. Thì tôi để tôi kiểm tra con Zombie Man thử có lên được nữa hay không. Đây con Zombie Man đây là không nâng được nè, con thằng lợn, con thằng lợn cũng không nâng được luôn, là nó khóa hết. Để tí ngồi đọc dịch rồi gửi trên Discord cho anh em. Ok 10 điểm Thành ơi. Đấy còn skill thằng lợn thì cũng có đây rồi, nhưng mà mấy anh em thằng lợn còn lâu ra lắm, khi nào ra thì tôi dịch cho. Đó Buri rồi, con đấy tôi sở hữu con Buri ít đó rồi, cộng thức tỉnh là Quách Kinh 1 rồi nè. Còn để tôi coi thử là nó nhá banner luôn con điên bóng chưa. Hiện giờ đang công bách con tù nhân vui đó, như còn bí đỏ không ta, còn bí đỏ vô làm dài nháy. Hết phi đỏ rồi, hết phi đỏ rồi. Rồi nó cơ bản nó là vậy thôi, nhưng mà cũng là tính năng mới tăng cấp tướng ở phần có gì, hai phần, một phần là để pha mãi nó kế bên này đây, một phần là để pha mãi, đây là IPVP bên ngoài, rồi đây là cái tăng cấp bên trong, không biết là có PVP hay không, PVP không biết nó có mở thêm hay không. Cũng như đây huấn luyện cũng như đó, cái này không, cũng như vậy luôn, nó chỉ thêm hai cái đó thôi. Nó farm BV vậy như thiên phú ở ngoài á mấy anh em, nó farm BV cũng vậy như thiên phú ở ngoài á, nâng cấp lên rồi vậy thôi ha, vậy thôi vậy thôi. Đó là cập nhật thông tin bên server chung. Còn đầu tháng thì bên server chung sẽ ra con điên bóng ít rồi cộng, đủ tính ra là ra ba con anh hùng liên tiếp luôn, con Zombie Man, con Zombie Man xong rồi tới con tù nhân vũ khí, tù nhân vũ khí xong rồi tới con MK, MK bây giờ tới điên bóng là ra bốn con anh hùng liên tiếp. Ôi vãi cứt à, mày vãi cái linh hồn, mày ra bốn con anh hùng liên tiếp, vậy chắc chắn là con tiếp theo sẽ là con quái nhân co rồi. Tôi nghĩ là sẽ là quái nhân, chắc chắn là quái nhân rồi, không thể nào mà ra bơ mít rồi cộng luôn được. Được ra bơ mít rồi cộng thì mày anh hùng, mày anh hùng nhiều quá, năm con anh hùng liên tiếp luôn. Bây giờ quái nhân còn Hellfire Gwyn. Nếu ra đá năng là câu chuyện của mấy anh em mà nhà phát hành nó đâu ấy đâu,